Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em đã sưu tầm được một số các cái dòng vàng số đầy đủ eco, dì vợt, chống hú, nâng tiếng cho anh em và giá rất rẻ. Anh nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhé. Gọi trực tiếp giúp em số này. Các bác đi quay kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhé. Vâng, như tôi đã nói thì một con vàng số đầy đủ eco, dì vợt, chống hú, nâng tiếng và con này chống hú 6 cấp cho các bác luôn các bác nhá. Chống hú 6 cấp. Đó. Một cái mức giá quá rẻ các bác nhá. Một cái giá gọi là siêu siêu rẻ cho anh em luôn. Thanh lý cho các bác luôn. Số lượng nó không có nhiều các bác nhá, nó chỉ có vài cây này thôi. Đấy, các bác nhanh tay thì còn trong tay hết các bác nhá. Rồi. Một dòng vang đầy đủ hết rồi, tụ máy móc cực chất các bác nhá. Nhìn cái hàng dơ le của nó các bác nhìn thấy là đẳng cấp chưa ạ? Đó. Và chạy nguồn AutoVolt, chơi được giải điện từ 90V cho 240V luôn. Các bác nhá, chạy một con chip Mỹ này. Các bác nhá, chạy chip Mỹ. Đó. Nó cả số để tránh ăn các bản quyền các bác nhá. Đó. Mà chạy một con chip Mỹ đẳng cấp luôn các bác nhá. Và rất nhiều các cái tính năng rất là hay. Đấy, có chức năng nâng tiếng đã được cho các bác chơi rất ok rồi nhá. Chống hú 6 cấp này, eco gì vọt đầy đủ cho anh em luôn. Và các bác nhìn này, máy của nó dùng sắt toàn mạ vàng đẹp cực kỳ luôn. Đó. Lên 1 2 6 7, lên 2 6, 1 2 3 4 5 6 7, lên 2 6 7, lên 2 6 7. Vàng nhại cực ngọt cho các bác luôn. Đó. Nhưng rất tiếc con này thì em chưa tìm ra phần mềm của nó các bác nhá. Chưa tìm ra phần mềm của nó. Còn bác nào về và tự tìm ra phần mềm quá ngon các bác nhá. Đấy, các bác chỉnh tay full chức năng luôn. Con này nó chỉnh tay full chức năng luôn. Không khóa cái gì các bác nhá. Thích chỉnh cái gì thì chỉnh full hết luôn. Đấy, chỉnh như vắng ích ạ các bác nhá. Đời rất là cao các bác nhá. Nhưng mà em thanh lý cho anh em một cái mức giá quá hợp lý này. Ngày hôm nay bán anh em con vàng này chỉ có 850.000 một cây thôi các bác nhá. 850.000 một cây. Bao ship cho anh em và bao test cho anh em một tháng. Lỗi đổi con mới cho anh em luôn. Được chưa? Có số lượng có mấy con này thôi các bác nhá. 850.000 một cây, bao ship cho anh em, bao test cho anh em một tháng. Lỗi đổi con mới cho anh em luôn. Đấy. Các hiệu ứng trước thì gồm 3 mic trước cộng 2 mic sau, tổng tất cả là 5 mic này. Đó. Effect này, vặn này, mic này, music này. Chức năng chống hú này, chống hú 6 cấp các bác nhá. Nâng tiếng cho các bác đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đấy, chống hú nâng tiếng đầy đủ cho anh em. Đó. Chống hú 6 cấp cho các bác. Rất chất, các bác nhìn chưa? Em 6 cấp này. Đấy, các bác nhìn chưa? 6 cấp cho anh em luôn. Đầy đủ eco gì vọt. Đấy, rất là ngọt các bác nhá. Rất hợp lý các bác luôn. Đấy. Vàng nhại rất ngọt. Lên 1 2 6 7, lên 2 6. Đấy, rất ngon các bác nhá. Cái bác nào làm xô rồi là làm kéo kéo rồi là làm ngoài trời, một con vàng giá rất hợp lý cho các bác, chỉ có 850.000 một cây thôi. Bao ship cho anh em, bao test cho anh em một tháng, lỗ đổ con mới cho anh em luôn. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Nhưng rất tiếc số lượng không có nhiều. Thì bác nào có nhu cầu mua gọi điện thoại trực tiếp giúp em các bác nhá. Các ngõ ra gồm 2 ngõ chính, một cổng center, một cổng xúc và 2 cổng AUX luôn. Rất lợi hại các bác nhá. Đấy, rất là chất. Đấy. Rất thì các bác nhìn này, toàn mạ vàng đẹp luôn. Đấy, số lượng thì chỉ có mấy cây thôi, bác nào nhanh tay còn nhá các bác nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho bên em các bác nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và kênh cho giúp em các bác nhá. Xin chào tất cả anh em.